rồi. It's coming. Bạn chị. Cái gì đấy? Cầm lấy đi. Em vừa đi công tác về có lọ kem tay thích cực. Chị làm việc nhà nhiều, bôi vào cho mềm tay. Chị xin nhá. Này, ra ở riêng á, em nhớ cơm chị nấu nhất đấy. Eo ơi, người gì đâu mà vừa xinh lại khéo. Thế mà mẹ em muốn cái gì nữa nhở? Mẹ em ý, có bao giờ tin tưởng đứa con dâu ở đâu. Suốt ngày chỉ có con trai là nhất thôi. Chị thấy đấy, ông đưa anh đi nhậu cả đêm về, chả nói câu nào cả. Thế mà em á, đi sinh nhật say có một tí thôi, mẹ em làm ẩm lên. Chị nói mẹ em rồi đấy. Mẹ mồm thôi. Mà mẹ em chả tin, cứ nói này nói nọ. Sao lại nói này nói nọ? Cái hôm mà đi siêu thị về, đi ngang qua quán cà phê. Sao? À, chị vào quán cà phê, mua một gói cà phê ngon, về pha thử xem có ngon không ấy mà. Thế rồi à? Ừ. Phải nói chuyện chả hiểu gì cả. Ta linh tinh. Cái này, cái nhung nhà chị dùng có được không? Được chứ. Em mua hai lọ mà, hai mẹ con mỗi người một lọ. Ừ, chị xin nhá. Sao nhở? Hai đứa về cẩn thận. Dạ. Thức ăn nhớ cho vào tủ lạnh ngay, không có hỏng. Dạ. Này, mang về cho Đức Anh uống. Con chào mẹ ạ. Con chào mẹ, con về đấy ạ. Ổn rồi nha. Không ổn đâu, có biến rồi. Mình xem đi. Sao đây? Như nào? Mẹ biết bọn mình nói dối chuyện em đi công tác rồi. Cái gì? Làm sao mà biết được? Thật đấy à? Thì như nào? Úp mở mở nói luôn xem nào. Trực giác của em mấy hôm nay mẹ nhìn em. Thôi. Ngoài trực giác ra còn gì không? Anh không tin trực giác của em à? Anh nói thật anh, trước anh không bao giờ tin vào cái khái niệm trực giác của phụ nữ là nỗi bất hạnh của đàn ông. Mà cho đến khi anh gặp em ấy, ngoài trực giác ra có cái bằng chứng nào nó cụ thể đi, sờ nắm được ấy. Hôm nay chị Thoa còn lỡ miệng. Thì cái hôm mà đi siêu thị về ấy, đi ngang qua quán cà phê ấy. Sao? À, chị vào quán cà phê, mua một gói cà phê ngon, về pha thử xem có ngon không ấy mà. Mỗi thế thôi. Mỗi thế thôi. Thế mà có gì mà phải căng thẳng nhỉ? Gớm lên, mồm chị Thoa thích đi chơi xa lắm. Cái chuyện gì mà chị nói 10 tin 1 thôi. Đây này, anh nhìn thế này. Cà phê mẹ mua cho anh ở quán đấy, chỗ mà em với thằng Quân ngồi hôm trước ấy. Hiểu chưa? Em với thằng Quân có vấn đề gì ạ? Thế làm sao mà em phải lo nhỉ? Đùa, em cứ căng thẳng mấy cái chuyện đâu đâu. Đức Anh ạ, anh cứ như thế này nên chúng ta mới có ngày hôm nay đấy. Vấn đề là chúng ta đã ly thân, nhưng hai bên gia đình không biết. Bề ngoài vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc, sống cùng với nhau. Nhưng anh nói với mẹ em đi công tác, mà mẹ lại nhìn thấy em ngồi với thằng Quân. Mẹ cũng chẳng cần biết thằng Quân thân với cả anh và em. Thế có hay ho không? Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Ôi. Ok, để rồi tính. Lại từ từ rồi tính. Đợi anh tính xong mọi chuyện bùng bét hết rồi. Mà cái chuyện này diễn không thì không ăn thua đâu. Mình phải tìm đủ mọi cách để gạt ngay mọi suy nghĩ của mẹ đi. Thế mới yên ổn được. Sao thì bây giờ em muốn làm thế nào? Kế hoạch là gì đây? Anh lại hỏi em làm nào à? Hay thôi, anh nói thẳng tuyệt mọi chuyện ra đi. Đỡ phải nghĩ, em đỡ mệt. Đấy, cái giọng đấy em thừa biết sẽ nói nhưng không phải là bây giờ. Đang thời điểm nhạy cảm thế này, chuyện chị Lan thì căng thẳng. Giờ để bố mẹ biết thêm chuyện của mình nữa
hầm. Đúng rồi đấy. Nên trách nhiệm của anh là phải dọn dẹp mọi suy nghĩ của mẹ đi. Phân chia rõ ràng rồi, đừng có lôi em vào, em không giúp đỡ được gì đâu. Rồi. Còn nếu anh không làm được ấy thì để em làm. Lúc đấy á, em làm rồi, đừng có mà trách em nữa. Rồi, biết rồi, đã bảo rồi mà em cứ phải nói giọng căng thẳng ấy nhở. Em với anh ai cũng giới hạn của riêng mình. Với em thì là mẹ, còn với anh thì là thể diện của cả gia đình này. Còn anh nói là anh sẽ làm, ok. Nói là phải làm đấy. Sao lại thế được? Vừa mới cảnh cáo làm sao mà khóa bếp mình ngay được? Vô lý. Vừa khóa xong à? Thôi bây giờ trước mắt em cứ gửi mail cho bên nền tảng nhá. Rồi mai họp mình bàn sau. Ok. Mặc thế không lạnh à? Hôm nay em đi ba với hội đại học nên về muộn đấy. Nếu mà say quá sẽ ngủ khách sạn. Yên tâm là biết giới hạn cho phép. À này, nếu mà đi mà nhỡ mà gặp người quen có gì gọi điện, nếu không phải nhắn tin cho anh đấy nhá. Trời ơi, vào ba đèn nhập nhọng sao mà nhìn rõ được. Anh không biết trước ở đâu, nhỡ lại gặp xong lại đến tay mẹ là rách việc đấy nhá. Ok. Đi đây. Đúng rồi, em gọi xe ạ? Anh đến chưa? Vâng vâng, em xuống đây. Ok ạ. Ai đấy? Mẹ, sao mẹ sao muộn thế hả? Đây em đây. Mẹ mang cái yến trưng cho con này. Mẹ sao không đưa cho con từ chiều luôn? Đùa. Dạo này cái thần sắc của con kém lắm đấy nhá. Sao? Chịu khó mà bồi bổ vào thì mới có sức khỏe làm việc lâu dài. Vâng. Ở bên nhà ấy thì mẹ còn trưng yến cho mà ăn. Chứ sang đây rồi thì thôi. Tạm cái đồ sẵn này vậy. Để con xin. Hân đâu? À, vợ con hôm nay ngủ sớm. À thôi, cái này để gì nữa uống sau đi. Con đang định nấu mì ăn đỡ đói. Để ăn đói quá. Thôi đưa đây. Để mẹ nấu cho. Dạ. Nhìn đàn ông vào bếp à, ngứa cả mặt. Ở nhà với mẹ con phải động chân động tay cái gì đâu. Thế mà còn nhất định là phải ra ở riêng cơ. Sao còn không con nhỉ? Con đây trong tủ lạnh. À. Cho vào cái rau này cho nó mát ruột. Mẹ. Ừ. Đêm hôm sang này chắc là có lý do gì khác đúng không? Chứ không phải là chỉ mình mang yến đúng không? À, thì bố đi công tác. Các con lại ra ở riêng. Mẹ ở nhà mình chưa quen. Với cả mẹ sợ ma. Bình thường là giờ này bọn con lên phòng hết rồi. Mà bố thì một năm đi làm phải 250 ngày. Bây giờ biết mẹ sợ ma ấy. Thì mẹ không nói để các con yên tâm thôi. Chứ khi các con ở nhà, dù có vào phòng riêng,
Nhưng mà mẹ biết là trong nhà có người, mẹ cũng đỡ sợ. Bây giờ à, ban ngày mẹ sợ. Ban ngày có chị Thỏa ở nhà mà. Lấy đũa đi, ăn đi, đang nóng này. Đây để bên. Đấy con bên cho. Con lấy đũa đi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ. Con chưa ngủ à? Con đang ngủ thì nghe thấy tiếng của mẹ nên con dậy chào mẹ. Mà mẹ sang muộn thế ạ? Mẹ sang mang ít yến xào cho các con bồi bổ. Đói thì lấy ra mà ăn nhá. Dạ. Đức Anh nó hay làm đêm. Con nhớ nấu cho nó cái gì ăn khuya rồi hẵng đi ngủ nhá. Nó bình thường không ăn mà mẹ tự nhiên đói. Mì trương hết rồi. Thôi ổn rồi. Mẹ về đây. Mẹ vừa sang đã về luôn ạ? Hết giờ sợ ma mẹ về đấy. Anh, đưa mẹ về. Vâng. Taxi đợi mẹ rồi, cứ ăn đi. Dạ. Con chào mẹ ạ. Con chào mẹ. Tí chết. Đùa, em quá sợ mẹ anh luôn ấy. Như phim hình sự. Đánh úp chích chéo xem giờ này chúng nó ăn ở nào. Thế mới không nghĩ ra được. Hợp tác ăn ý. Rồi, xin ấy. Đừng hợp tác nữa, mệt lắm. Muộn hết từ giờ rồi. Vẫn đi đấy à? Tất nhiên, hẹn rồi không bỏ được. Làm mắc mì đổ bê tông mà. Chúng tôi đã chờ đợi và sửa đi sửa lại một clip 3 phút gần 2 tuần nay với cô Ngọc. Bỗng dưng lại bảo không thể sửa theo những gì chúng tôi yêu cầu. Thế là như thế nào? Em đã thực hiện theo đúng yêu cầu của bên anh. Giờ phát sinh thêm một đoạn 30 giây tóm tắt tổng hợp ở cuối clip. Em thấy như thế là không hợp lý á. Có gì mà không hợp lý? Chỉ cần là chỉnh sửa theo những gì chúng tôi yêu cầu. Thế là được. Dạ, về việc này thì em đã trao đổi với anh rồi. Mọi yêu cầu chỉnh sửa ấy phải dựa trên mục đích, ý tưởng ban đầu mà cả hai bên đã thống nhất. Chúng tôi có thay đổi về ý tưởng đâu. Những gì mà chúng tôi yêu cầu ấy không có gì là khó khăn cả. Chỉ cần các bạn hợp tác. Đúng là hoàn toàn không gì khó khăn cả. Nhưng mà cho em được hỏi là có phải là bên công ty muốn dùng 30 giây cuối này để làm một TVC riêng biệt đúng không ạ? Về vấn đề này thì cho phép được chia sẻ. Thực ra thì giữa clip viral và TVC nó hoàn toàn khác nhau. Từ thời lượng cho đến kết cấu rồi thì quá trình sản xuất hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà nếu bên phía công ty muốn sản xuất một TVC thì bọn em... Thôi. Tóm lại là dừng hợp đồng. Chúng tôi mất quá nhiều thời gian với công ty còi này rồi. Hạnh hoẹ, gây khó khăn cho khách hàng. Vậy thì chúng ta sẽ thanh lý hợp đồng sớm nhất có thể. Sau lần này thì bên phía công ty sẽ rút kinh nghiệm để từ sau có được khách hàng hiểu rõ điều mà họ cần. Cảm ơn anh. Chào anh chị. Chào em. Vừa rồi em có nóng quá không ạ? Đùng đùng thanh lý hợp đồng như thế sẽ thiệt hại một khoản chẳng ít đâu. Việc này anh quyết rồi, không bàn thêm nữa nhá. Oanh. Dạ. Làm thanh lý hợp đồng luôn đi. Vâng ạ. Này, làm sao đấy? Chuyện gì đấy? Bực. Không hiểu sao có một quả khách hàng nhá, bỏ ra hàng trăm triệu nhưng mà không hiểu sự khác nhau giữa TVC quảng cáo và clip viral. Thì lý thuyết thì cũng phức tạp, nhưng mà cũng phải hiểu đơn giản là hình thức khác nhau chứ. Thế cô giáo Ngọc hôm nay không dạy dỗ được khách hàng à? Để mình ra lại giáo huấn nhỉ. Anh ơi, xong chưa em? Dạ em đây. Anh ơi, còn có một vấn đề này nữa. Điều đáng mừng ý thì là tiễn vong xong rồi. Còn tin buồn thì có khả năng là công ty của chúng ta sẽ bị phạt vì vi phạm hợp đồng ạ. Bởi vì cái lúc ký kết hợp đồng ấy, hai bên không ghi rõ là mục đích sử dụng clip, mà chỉ ghi là clip kéo dài 3 phút thôi ạ. Cái này nó cũng là một trường hợp không may. Anh em phải làm quen dần. Nhưng mà đây cũng là bài học với anh em mình. Từ lần sau khi mà bàn bạc công việc với khách hàng và soạn thảo hợp đồng, anh em cố gắng để dành mạch tất cả mọi nội dung rõ ràng với cả bên đối tác. Thôi, việc này coi như là mình đen đi. Mà cũng làm bài học nữa. Bây giờ tập trung tinh thần cho những dự án sắp tới nhá. Tươi cái mặt lên. Yên tâm là tháng này không ai bị trừ lương. Nhưng mà anh nhớ này, anh nhắc nhá. Thời gian tới là sẽ có một số hợp đồng, có những hợp đồng còn lớn hơn thế này cơ.
Anh em phải hết sức tập trung nhá. Cống hiến hết sức lực, 200% công lực. Dạ vâng. Rồi, đi nào. Anh. À, từ từ các em. Nào, cùng trình bày đi. Việc thì em cũng đã báo cáo với anh tuần trước rồi. Ừ. Nhân tiện có đông đủ mọi người đây là sang tuần tôi xin nghỉ. Này. Tự nhiên xin nghỉ hả? Này. Thế thấy công ty khó khăn trốn luôn à? Ông nghỉ việc ông ai làm? Thật ra thì nghỉ vì sắp lên chức. Ừ? Lên chức bố. Chúc mừng nhỉ. Ôi giời ơi, tưởng thế nào? Tôi lại cứ nghĩ là ông này chơi theo cái trường phái là khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn định đào tổ luôn cũng đáng. Thì có chuyện đấy. Đáng chết luôn. Thật ra cũng ngại mọi người. Công việc thì đang bận rộn này mà tôi lại xin nghỉ. Về việc của gia đình cậu thì anh biết. Sức khỏe của vợ Hùng không được tốt. Thế nên là thời gian đầu này Hùng phải ở nhà chăm sóc cho vợ. Nhớ yên tâm ở nhà đi, làm việc online được. Còn công việc ở công ty thì chắc là mấy anh em mình hỗ trợ được chứ nhở? Được anh ơi. Em cảm ơn sếp. Nhân dịp có tin vui, anh em mình ra quán Hương Béo làm nồi lẩu nhá. Đi. Tài tỉnh táo, xử lý được. Bạn chủ trì, tôi chủ trì. Đi. Tôi. Mới bị phạt hợp đồng cơ em. Đi về làm nhanh. Tối nhá. Thôi một hôm nữa. Trái nó không quách phết nhá. Lâu chưa? Mới. Ok em. Ok đây anh gửi đây. Sơn hôm nay xôn phết nhờ. Tôi đang tính sắm thêm mấy cái máy giảm cân công nghệ mới dành riêng cho các chị em. Nghe các ông ơi. Xong đợt này mày tính làm cho tao cái gói quảng cáo giả gia đình nhá. Này. Hả? Đợi tí. Kìa đấy. Làm sao? Công ty có chuyện gì à? Vừa tạch vụ. Giờ này mấy cái nền tảng nó thắt chặt quá, càng ngày càng khó. Bây giờ kiếm khách đã khó rồi mà. Cứ thỉnh thoảng gặp toàn khách ở mương. Sau Covid thì ngành nghề nào nó cũng giống nhau cả thôi bạn ạ. Tôi không biết phải thoát ra như thế nào đấy. Cơ bản ngành của tôi vẫn hot. Mà đâm ra bây giờ nhiều đối thủ cạnh tranh quá. Mình mà không chịu khó cải tiến về đầu tư, về trang thiết bị, về nhân sự không ăn thua. Mày có cần ta giúp gì không? Sao bảo phải đầu tư trang thiết bị mới cơ mà. Cắm mắt vào điện thoại mất nghe được không? Thì đang dự tính như thế. Nếu như mày cần, tao sẽ đưa cho mày giải quyết tất cả những công việc trước mắt đi. Xong rồi tính tiếp. Trời, đại gia. Ôi, cảm ơn bạn. Ôi, từ từ cứ biết thế đã. Không phải cơ bản là tao mà mượn tiền ông già thì cũng được. Mà nghĩ hơi phiền. Tại lúc mà mở công ty ông già đã đưa cho mày mớ rồi. Sao tâm trí đang rối bời thế này ấy? Không ở nhà giải quyết tất cả các công việc đi. Dù tao ra sân đua làm gì. Trốn. Trốn ra đây mới có không gian hít thở, nghĩ chuyện này chuyện kia chứ bạn ơi. Bây giờ bạn bảo tôi về nhà hay về công ty nhá. Sợ lắm. Tưởng chúng mày dọn ra ở riêng phải ổn thôi chứ. Có chuyện gì không ổn à? Bình mới rượu cũ. Tưởng chuyện này chuyện khác. Tại tưởng ổn rồi. Nhưng mấy hôm trước cái Hân nó đòi quà tân giả tao đấy. Cái hôm cà phê sáng á. Nó cũng kể cho mày á? Nó đòi quà của nó rồi đấy. Bây giờ ông đòi hỏi quyền lợi của ông đi. Không mấy hôm nữa nó nuốt mất đấy. Tùy bạn. Muốn tặng tôi gì cũng được. To tiền hơn thân là được. Không có đâu ông ơi. Không đòi hỏi thì mất. Mà đợt này con Hân nó sổ lồng nó uống nhiều thế nhỉ? Mày về bảo nó đi. Bạn nghĩ gì đấy? Tôi với Hân về nhà bây giờ tâm sự nói chuyện gì đâu. Nguyên tắc mà làm thôi, không cản được. Thôi kệ đi, thế cho nó bình yên. Tao chỉ sợ hai đứa chúng mày không chịu nổi được 8 tháng nữa đâu. Nếu như trong khoảng thời gian đấy mày với cái Hân mà có tình cảm với một người khác thì câu chuyện nó cực kỳ buồn cười luôn. Tao thề này, đoạn này gặp ở đâu rồi này? Đi ra vu à? Gặp cảnh này rồi. Đấy là sự thật bố ạ. Mày nói ít thân. Ít 8 tháng này. Cứ từ từ. Ăn đi rồi lấy sức vào đua. Trông đồ tao đi thay nhá. Thank you.
giọt buồn đã ướt khóe môi. Khi đêm dường như đang kéo dài, cơn mưa đến xua tan bình yên, lòng ta khao khát bên em. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay. Những ước mơ đưa mình sát lại, qua hết đêm mong chờ ban mai. Tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi, nào nắm lấy tay anh này em hỡi. Hãy subscribe.